Kính thưa các khán thính giả của Sao Đỏ TV, trong bản tin tối ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới các bạn các thông tin chi tiết liên quan tới phiên bản mới nhất của dòng trực thăng tấn công K-52 nổi tiếng của Nga trên chiến trường Ukraine. Có thể nói, theo báo chí Nga, cuộc chiến Ukraine đã góp phần đưa K-52M từ ý tưởng ra đời thực. Trong khi phiên bản K-52 đầu tiên đã trở thành danh thiếp của Nga ở Ukraine, khi nó gây nên những tổn thất to lớn đối với lực lượng Ukraine nói chung và thiết giáp Ukraine nói riêng, dù chịu tổn thất lên tới 41 chiếc. Mẫu K-52M mới đây đã xuất hiện trên 3 bức ảnh được đăng tải bởi tài khoản Fighter Bomber trên Telegram, ứng dụng mạng xã hội đã trở thành kênh truyền thông phổ biến của Nga kể từ khi cuộc chiến Ukraine nổ ra. Mẫu trực thăng được cho là K-52M của nước Sơn mới, chứng tỏ nó được trang bị cách đây không lâu. Dù chúng tôi không dám chắc là những bức ảnh này được chụp ở Ukraine hay căn cứ không quân được sử dụng trong cuộc xung đột, sau những người quyên góp của Fighter Bomber để ủng hộ các tổ bay cho rằng ít ra điều đó cũng có xác suất nào đó. Đã xuất hiện các tin tức về việc sử dụng K-52M ở Ukraine nhưng chưa hề có tấm ảnh nào khẳng định những tin tức này. Vậy K-52M là mẫu trực thăng như thế nào? Nó có gì khác biệt so với những chiếc K-52 đang hàng ngày tác chiến ở Ukraine? Ngày 5 tháng 4 năm 2019, hãng Kamov nhận được hợp đồng của Bộ Quốc phòng Nga cho công trình thiết kế thử nghiệm Avanga 4 với mục đích chế tạo trực thăng cải tiến K-52M. Cùng thời điểm, dự án tương tự cải tiến trực thăng Mi-28NM được lấy mật danh Avanga 3. Thực ra, công việc đã bắt đầu trước khi hợp đồng được ký và khi Bộ Quốc phòng Nga chính thức ký kết, thiết bị và vũ khí mới của K-52M đã sẵn sàng. Tháng 6 năm 2020, nhà máy Progress ở vùng Viễn Đông đã nhận được đơn hàng thiết kế lại hai chiếc K-52 theo cấu hình K-52M để tiến hành thử nghiệm. Ngày 10 tháng 8 năm 2020, nguyên mẫu K-52M đầu tiên cất cánh thành công. K-52M chính thức trình diễn trước công chúng trong cuộc triển lãm MAKS vào tháng 7 năm 2021. Trực thăng mới nhận được lắp pháo tự động quay 360 độ, tích hợp khí tài chỉ thị mục tiêu quang điện GOES-451M, tổ hợp tác chiến điện tử L-48, tổ hợp thông tin liên lạc BKX-50M và hệ thống điều khiển hỏa lực XUO-860PM để sử dụng vũ khí mới. Trong đó, khí tài chỉ thị mục tiêu quang điện GOES-451 do công ty Ekaterinburg sản xuất được lắp dưới phần đầu của máy bay. Nó có cự ly phát hiện xe tăng là 15 km theo kênh truyền hình, 20 km với kênh tỉnh nhiệt, cự ly nhận dạng mục tiêu theo kênh tương ứng là 12 và 8 km. Tiếp theo là tổ hợp bảo vệ điện tử L-418 do Hiệp hội Cổ phần Kazan chế tạo. Đây là cấu hình nâng cấp từ tổ hợp L-370 vốn đã xuất hiện trên phiên bản K-52 trước đó với giải tần số gây nhiễu rộng hơn, cự ly xa hơn. Về thiết kế L-418 có những nét mới, trước hết là hai tấm ốp khí động thuộc thành phần hệ thống hồng ngoại có định hướng L-418-5 do công ty Zenith sản xuất được lắp đặt ở hai bên sườn của thân máy bay ngay phía trước các trụ cản chính của khung thân. Thiết bị mới L-418-5 có hình thù góc cạnh trong khi mẫu L-370-5 trước đó là một khối cầu tự quay được. Bên trong L-485 trang bị đèn phát ra tia hồng ngoại và cực tím đã được mô đun hóa để che áp các đầu tự dẫn hồng ngoại của tên lửa không đối không và đất đối không hoặc hải đối không. Điều thú vị, các cảm biến của tổ hợp L-418 đã được trang bị trên chiếc trực thăng K-52E xuất khẩu cho Ai Cập trước cả khi trang bị trên trực thăng K-52M của Nga. Điều này liên quan đến việc các yêu cầu chính thức của Bộ Quốc phòng Nga đối với thiết bị gay gắt hơn cũng như có thể liên quan đến những tính năng bổ sung cần có cho giới quân sự Nga. Việc ứng dụng thiết bị mới như thế này ở Nga đòi hỏi phải tiến hành các thử nghiệm nhiều bước mà những thử nghiệm này không nhất thiết phải áp dụng với hàng xuất khẩu. Tương tự, trực thăng Mi-28NE xuất khẩu cho Iraq đã được trang bị radar từ tháng 2 năm 2015, trong khi trực thăng Mi-28N cho quân đội Nga chỉ được trang bị radar từ năm 2017. Tuy nhiên, trong điều kiện thời chiến, Nga đã hạ thấp đáng kể một phần các yêu cầu, chấp nhận trang bị các khí tài chưa trải qua đầy đủ các quy trình khắt khe. Ví dụ điển hình là mô đun bay lượn UMPK trang bị cho các loại bom không điều khiển để tăng tầm bay của bom, tăng khả năng trúng đích. Điều đặc biệt nhất trên K-52M có lẽ nằm ở hệ thống radar thế hệ mới. Hãy nhìn vào mũi tên số 3, chỉ vào một cửa hút không khí nhỏ nằm ở phần đầu máy bay. Ở phía đối xứng cũng có một cửa thu như vậy. Trên các trực thăng K-52 trước đây không hề có cái vật thể đó. Thực ra, trên phiên bản trực thăng Hải quân K-52K số hiệu 103 có cửa thu không khí như vậy, với kích thước lớn hơn. Mà trên K-52K, khí tải này dùng để làm mát anten của hệ thống radar mạng pha chủ động ZZ. Vậy nên, nhiều khả năng đó là các cửa làm mát anten của cụm radar mạng pha chủ động thế hệ mới trang bị cho K-52M. Chỉ có điều đó là loại nào thì còn phải xem xét.
Trước đó, các trực thăng K-52 sản xuất loạt đã được trang bị tổ hợp radar FH-01 Arbalest-52 do công ty cổ phần tập đoàn Farochon phát triển. Đây là loại radar băng tần K, bước sóng 8 ly, có anten rộng 80 cm, quét cơ khí ở phần mũi, cự ly phát hiện mục tiêu lớn dưới mặt đất, ví dụ như cầu đường là 25 cây, với xe tăng là 12 cây. Nó không tồi nhưng có điểm yếu là không thể dùng để chỉ thị mục tiêu cho tên lửa chống tăng. Thay vào đó, K-52 phải sử dụng trạm quang điện tử GOEX-451 để chỉ thị mục tiêu. Dự đoán, radar thế hệ mới dành cho K-52M có khả năng sẽ là kiểu V006 của công ty Zaslan ở Saint Petersburg. V006 hay còn gọi là R3001 có anten cố định gồm 640 module thu phát hoạt động trong giải tần X, có thể phát hiện nhóm xe tăng ở cự ly 50 cây. Radar làm mát bằng không khí, vì vậy phải bổ sung cửa lấy không khí trên ốp khí động là vì vậy. Mặc dù V006 có xác suất trang bị cho K-52M cao hơn, thực ra nó cũng không phải là giải pháp duy nhất. Farochon hiện cũng có phương án cải tiến là FH-02 có hai anten riêng biệt. Một là anten cơ khí giải tần K và hai là anten tích cực cho giải tần X. Giải pháp này đảm bảo tìm kiếm đồng thời các mục tiêu trên không và trên mặt nước. Việc thực hiện các thuật toán phát hiện và theo dõi mục tiêu đã được hoàn thiện, cũng như có độ tin cậy cao của giải tần X mang tới cự ly lớn hơn nhiều cho dù độ phân giải có kém đi. Theo số liệu của công ty, FH-02 có thể phát hiện xe tăng cách 20 cây trong giải tần K hoặc 35 cây ở giải tần X. Đó là về khí tải điện tử bổ sung. Về vũ khí, ngoài các hệ thống vũ khí đã rất mạnh và đầy đủ của K-52 nói chung, bao gồm rocket 80 hoặc 122 ly, tên lửa chống tăng Vic, bom hàng không, tên lửa không đối không XLAV, K-52M sẽ nhận được hệ thống tên lửa có điều khiển IZ-305 LMUR có tầm bắn tới 14,5 cây. Cự ly này giúp đảm bảo an toàn cho trực thăng K-52M trước các vũ khí phòng không tầm thấp của Ukraine có tầm bắn tới 7 cây với kiểu Star Trek của Anh. 9K-121 Vic cũng khá mạnh nhưng tầm bắn 8 km trong điều kiện ban ngày, 5 km trong điều kiện ban đêm là khá mạo hiểm. Đó là xét ở tầm bắn tối đa, còn tầm hiệu quả thì chỉ ở mức 6-7 km ban ngày và 3-4 km ở ban đêm là quá tốt rồi. LMUR sẽ đảm bảo tăng phạm vi phóng ngoài tầm phòng không tầm thấp của đối phương. Loại tên lửa do cục thiết kế KBM phát triển từ năm 2011 tới năm 2016 mới hoàn thành. Tuy nhiên, việc trang bị chính thức mới chỉ diễn ra trong năm 2022, có lẽ là vì nhu cầu quá gấp của chiến trường, không cho phép trì hoãn lâu hơn. LMUR nặng hơn bất kỳ mẫu tên lửa phóng từ trực thăng nào của Nga, lên tới 105 kg, trong khi loại 9K-121 Vic chỉ là 59 kg, hoặc loại Ataka-1 là 48,5 kg. LMUR đã tầm bắn 14,5 km, cũng là loại tên lửa phóng từ trực thăng bay xa nhất của Nga hiện nay. Nó được trang bị đầu dò quang học và ảnh nhiệt, qua đó cung cấp hai chế độ bắn. Một là chế độ bắn và quên hoàn toàn. Phi công đánh dấu mục tiêu trước khi phóng, sau khi đạn rời bể, nó tự tìm mục tiêu, còn phi công có thể lái trực thăng rời khỏi hiện trường ngay và luôn. Đây là điểm mới với hầu hết tên lửa chống tăng của Nga hiện nay. Hai là tên lửa được phóng đi mà không khóa mục tiêu từ trước. Nó sử dụng hệ dẫn đường quán tính kết hợp với vệ tinh để hiệu chỉnh. Hình ảnh từ đầu dò LMUR sẽ truyền ngược lại trực thăng thông qua liên kết dữ liệu AS-BPLA. Qua đó, phi công có thể chọn hoặc thay đổi mục tiêu trong khi tên lửa đang bay. LMUR là tên lửa chống tăng đầu tiên của Nga có khả năng sử dụng loại dẫn đường này. Ưu điểm của nó là đạt được tầm bắn tối đa 14,5 km. Tên lửa LMUR đã được Nga sử dụng thành công lần đầu tiên tại chiến trường Ukraine vào tháng 6 năm 2022, được phóng từ một chiếc Mi-28NM. Tính đến nay, Nga đã bắn khoảng 40 tên lửa LMUR, tấn công đa dạng các mục tiêu từ cầu đường tới xe bọc thép, công sự lộ thiên, các tòa nhà được biến thành công sự. Dự kiến, LMUR sẽ được tích hợp cho không chỉ trực thăng mà còn từ xe thiết giáp trong một tương lai gần. Đó là các thay đổi chính ở điện tử và vũ khí. Ngoài ra, cánh quạt chính của K-52M có phần tử sấy nóng công suất lớn, cho phép hoạt động ở giải nhiệt độ rộng hơn, kể cả Bắc Cực. Khung gầm được lắp hệ thống càng chịu tải, có sức chịu mài mòn lớn hơn, rồi đèn cảnh báo ở bên ngoài thân. Buồng lái được bố trí phù hợp cho thao tác, khi bay có thể dùng kính nhìn đêm rõ ràng. Về tính năng chung, K-52M có trọng lượng cất cánh lớn nhất 12,25 tấn, tốc độ 300 km/h, trần bay 5.500m, tầm bay 480 km. Được biết, trong khuôn khổ triển lãm Army 2021, Bộ Quốc phòng Nga đã ký mua 30 chiếc K-52M đầu tiên, trong đó 15 chiếc phải được giao trong năm 2022, còn lại là trong năm 2023. Như vậy, nếu thuận lợi, bây giờ mọi thứ đã phải hoàn tất. Trong thời gian triển lãm Army 2022, Bộ Quốc phòng Nga ký thêm một lô K-52M nữa nhưng không rõ số lượng. Có nguồn tin cho rằng tướng Shoigu tuyên bố là gấp đôi so với năm 2021.
Sau khoảng 18 tháng hoạt động tác chiến, Nga đã mất ở Ukraine hơn 40 chiếc K-52 trong tổng số 140 chiếc mà họ có trước khi khai chiến. Dù vậy, số này có thể được bổ sung bằng các trực thăng K-52M thế hệ mới. Với diễn biến chiến trường hiện tại, sớm thôi chắc sẽ có xác nhận của K-52M tác chiến ở Ukraine.